Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 35, Đòn phủ đầu 01. Tưởng Văn Bác đi cùng với dư phụ nhân thăm dò rừng Tị Phong, nếu dư phụ nhân là nội ứng của Phong Lưu Điềm thì chẳng phải Tưởng Văn Bác sẽ gặp nguy hiểm trong chuyến đi này sao? Lúc hoàng hôn, Đường Lệ từ nằm trong phòng đọc sách thẩm lang hồn chậm rãi bước vào, đêm qua hắn đánh lén một kiếm, hiển nhiên không cùng lập trường với kiếm hội. Đường lệ từ vẫn cầm quyền tam tự kinh trong tay, không rõ đang đọc trang thứ ba hay thứ tư, kiếm hội có kẻ nằm vùng hay không, đêm nay sẽ biết ngay thôi. Thẩm lang hồn bước tới bên cạnh y, ý ngươi là dư phụ nhân chắc chắn không phải kẻ nằm vùng. Đường lệ từ khẽ cười, muốn nằm vùng trong kiếm hội trung nguyên thì phải có thân phận và địa vị không nhỏ bằng không sẽ không thể tham dự vào những cuộc hội đàm quan trọng nhất không nắm được những thông tin có ích tuy võ công dư phụ nhân không tồi tiền đồ rộng mở nhưng dù gì tư chất vẫn còn kém nếu ta là hồng cô nương chắc chắn sẽ không chọn hắn huống hồ tuy dư phụ nhân xuất thân là sát thủ nhưng không phải kiểu tâm cơ kín đáo cáo già xảo quyệt ánh mắt y trở về với trang sách ta đoán hắn chỉ là một đứa con có hiếu hận ta chỉ đơn thuần vì chuyện của dư khấp phượng thôi. Hà hà, cả thiên hạ đều cho là ngươi giết dư khấp phượng, phá hủy dư ra kiếm trang, thẩm lang hồn bình thản nói, sao ngươi không giải thích? Rằng kẻ bắn kim độc giết dư khấp phượng không phải ngươi, kẻ châm thuốc nổ khiến hắn tan xương nát thịt càng không phải ngươi. Nói trắng ra thì cái chết của dư khấp phượng chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Đường lệ từ khẽ cong khóe môi, cười mà như không cười, chuyển đề tài, chỉ Vân đâu? Không biết, thầm lang hồn thong thả đáp, ta tìm quanh sân rồi, cũng không thấy nhóc con đâu. Đôi mắt đường lệ từ khẽ đảo, liếc nhìn cái cây cao nhất trong thiện phong đường, hừ. Thẩm lăng hồn nhìn theo hướng y đang nhìn, chỉ vân đang nằm gối đầu lên hai tay trên ngọn cây. Chạc cây bên cạnh hắn còn treo một cái giỏ trúc, phụng phụng ló đầu ra khỏi giỏ trúc, huơ tay múa chân rõ ràng nó rất thích cái trò treo mình lủng lẳng trên cây này liên tục phát ra những tiếng cười khanh khách như vịt con kể ra hắn sống cũng thành thơi đấy hắn không thành thơi đâu ánh mắt đường lệ từ rời khỏi ngọn cây trở về cuốn sách trong lòng hắn cũng có muộn phiền nhưng lại không hiểu tâm sự của chính mình thẩm lang hồn thoáng ngẩn người tâm sự ấm mốc vì lần trước thất thủ bị bắt đi trong lòng canh cánh không quên thất bại của mình Võ công của chỉ vân vốn thắng về khi thế, dũng mãnh nhanh nhẹn, khi thế một đi không trở về chính là phương pháp đánh bại kẻ địch giành chiến thắng của hắn. Mất đi khi thế này đã ảnh hưởng đến hắn quá nhiều, huống chi, nỗi phiền muộn trong lòng hắn không đơn giản là vì chuyện thất thủ bị bắt đi. Thẩm lang hồn nhàn nhạt hỏi, liên quan đến bạch tố xa à? Đường lệ từ mỉm cười, ừ, thẩm lang hồn yên lặng dây lát rồi thong thả nói, lần sau nếu giao chiến với ai, ta sẽ để ý đến hắn nhiều hơn. Đường lệ từ gật đầu, Thẩm lang hồn bất ngờ nói, nếu như thật sự có nằm vùng trong kiếm hội, thì bọn họ đương nhiên biết tối nay tưởng văn bác và dư phụ nhân đi thăm dò rừng tị phong. Nếu là người thì sẽ thay đổi thế cục ra sao? Đường lệ từ lật sang trang tiếp theo, bất kể hai người tưởng văn bác và dư phụ nhân có ai là gian tế hay không, thậm chí chẳng cần biết trong kiếm hội có gian tế hay không thì kết quả chuyến thăm dò rừng tị phong đêm nay sẽ không thay đổi. Một, thực lực của dư phụ nhân và tưởng văn bác còn lâu mới đủ để đột phá vòng canh gác bên ngoài rừng tị phong. Hai, bọn chúng ẩn nấp trong rừng tị phong đã lâu mà không bị phát hiện, nhất định là có trận pháp, ám đảo, cơ quan. Mà cả hai người đều không giỏi về trận pháp cơ quan, cho dù có xông vào trong đó thì cũng tay không trở về. Ba, dư phụ nhân đã từng lần theo dấu vết cao thủ đến rừng tị phong rừng tị phong nhất định đã được tăng cường phòng vệ và sắp xếp lại y khẽ cười thứ tư nếu thực lực chênh lệch quá xa phong lưu điểm sao lại không tiện tay bắt người chứ chuyến thăm dò đêm nay kết quả chắc chắn tưởng văn bác và dư phụ nhân đều bị bắt sống thẩm lang hồn cau mày nói vậy khác nào ngươi cố ý tiết lộ địa điểm rừng tị phong là để dụ thiệu diên bình phái người thăm dò rừng tị phong ban đêm dâm người đến cửa cho phong lưu điểm bắt sống. Đường lệ từ khẽ cười, cũng đúng, thẩm lang hồn càng nhíu mày sâu hơn, ta không nghĩ ra dâm con tin cho kẻ thù thì giúp ích gì cho mình. Đường lệ từ cuộn quyền sách lại, gõ nhẹ vào mép giường, nếu trong kiếm hội trung nguyên có nằm vùng, nhất định sẽ biết chuyện thăm dò đêm nay. Nếu bắt giữ hai người này thì cứ điểm của phong lưu điểm đương nhiên sẽ bị vạch trần, nếu để cho họ trở về thì cứ điểm cũng bại lộ hoàn toàn. Nếu kết quả giống nhau thì thả bắt sống hai người coi như tiền cược vẫn tốt hơn là thả cho họ về. Khóe môi y khẽ cong lên, giống như cánh sen đầu hạ diên dáng. Nếu ta là hồng cô nương, được kẻ nằm vùng báo tin kế cô lập núi Hảo Vân đã bị phá, phe ta lại có phương án đánh phủ đầu, thì vào lúc này tốt nhất là đi một nước cơ hiểm. Cơ hiểm, thẩm lang hồn dường như đã hiểu ra, trầm ngâm nói, không lẽ. Đường lệ từ nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn, mỉm cười nói, nếu đã có ý định quyết chiến từ lâu, núi Hảo Vân lại mất đi hai viên đại tướng, mà chúng ta lại cứ đinh ninh bước tiếp theo của chúng sẽ nhằm vào hai môn phái nhỏ. Cơ hội tuyệt vời như thế, nếu không lập tức vùng lên thì chẳng lẽ đợi đến khi ta bắt tay với tiểu đao hội và ngân thất minh đánh phủ đầu rừng tị phong à? Thẩm lang hồn giật mình sợ hãi, ngươi, ngươi, dâng hai con tin cho phong lưu điềm, ép chúng phải lập tức hành động, tối nay quyết chiến trên núi hảo vân kế hoạch lớn như vậy y lại đơn phương quyết định không thương lượng với bất kỳ ai chuyện này làm sao mà được nếu kiếm hội có nội gián thì đêm nay chính là đêm quyết chiến đường lệ từ nhàn nhạt cười còn nếu kiếm hội không có nội gián thì chưa biết trừng dư phụ nhân và tưởng văn bác có thể bình yên quay về có điều khả năng rất thấp đôi mắt biết cười của y cong cong liếc xéo tựa như mắt hồ ly Ta không tin kiếm hội trung nguyên không có vấn đề gì. Thành ôn bào gặp phải hai tên tiểu đạo sĩ võ đang nói dối như củi, bị lừa lên phương Bắc leo miêu Nha Phong, rồi còn bị người ta phục kích thân chịu trọng thương. Chuyện này không đơn giản chỉ là trùng hợp. Nếu không phải người trong kiếm hội thì làm sao biết hành tung của thành ôn bào, đúng không? Thẩm lang hồn chậm rãi thở ra một hơi, người không xác định được kẻ nào là nội gián, nên người đơn phương quyết định, ngậm miệng không nhắc tới chuyện quyết chiến, khiến kiếm hội không hề phòng bị, người không sợ thương vong nặng nề sao? Nếu đêm nay thua trận, kiếm hội không hề phòng bị à? Đường lệ từ khẽ bật cười, giống như cười nhạo, lại giống đùa giỡn, cũng giống khiêu khích. Thiệu Diên Bình là một con cáo giả chính hiệu, ta muốn hắn đưa người đến phong lưu điềm làm con tin, hắn lập tức phái tưởng văn bác và dư phụ nhân đi, như thế có nghĩa là sao? Khóe mắt y khẽ nhếch lên, nhìn thầm lang hồn vô cùng giảo hoạt đêm qua dư phụ nhân đánh lén ta một kiếm mà tưởng văn bác lại đứng chung với thành ôn bào chắc chắn hai người họ có giao tình sâu nặng muốn biết hành tung của hắn chắc là không khó thiệu diên bình phái hai người này đi chứng tỏ hắn không hề tin tưởng bọn họ đôi mắt thầm lang hồn sáng lên tức là hắn hiểu mưu kế ẩn giấu trong lời ngươi nói đường lệ từ nhẹ nhàng đáp ừm thoáng ngưng lại rồi tiếp hôm nay thượng sư phổ châu sẽ đến núi hảo vân à thẩm lang hồn hờ hững đáp phải đôi mắt đường lệ từ khép hờ quả nhiên là vậy đêm nay sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt đây thẩm lang hồn nhíu mày đêm nay sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt thì liên quan gì đến chuyện thượng sư phổ châu có đến núi hảo vân hay không không lẽ ngươi cho rằng phổ châu cũng là nằm vùng của đối phương đường lệ từ khẽ cười đương nhiên là không rồi Thượng sư phổ châu nghiêm trình đứng đắn, đại nghĩa cứu sinh, chuyện này chắc chắn không sai. Khụ, khụ. Thẩm Lang Hồn bất ngờ hỏi: vết thương của ngươi sao rồi? Ngón tay Đường Lệ Từ nhẹ nhàng gõ lên chán, hỏi một đằng đáp một nẻo. Mặt trời sắp lặn rồi, sao Thiệu Diên Bình còn chưa gõ chuông? Thẩm Lang Hồn kinh ngạc, gõ chuông. Đường Lệ Từ mở mắt ra, chẳng phải hôm nay cần ăn tối sớm hơn ngày thường một canh giờ à? Đúng lúc y đang mỉm cười thì nghe tiếng cong cong lanh lành vang lên, quả nhiên là tiếng chuông báo giờ cơm, Thiệu Diên Bình đã rung chuông gọi đi ăn tối rồi. Buổi tối sắp xảy ra đại chiến, ăn cơm sớm hơn, phải ăn no bụng thì ban đêm mới có sức đánh nhau, quả nhiên Thiệu Diên Bình đã lo liệu mọi việc chu đáo. Mà lúc này đây, mặt trời dần lặn xuống, dư phụ nhân và tưởng văn bác đã lên đường, nếu phong lưu điềm muốn đánh lén vào đêm nay thì át hẳn cũng đã xuất phát đại cục đã được định trước, cũng có thể nói cho mọi người biết những an bài và sắp đặt sau đó rồi. Chương 36, đòn phủ đầu 02. Chính là ngọn núi kia, ngôi sao đầu tiên vừa mọc, một người tròn lằn mặc áo xanh mọc bích cười ha hà chỉ vào núi Hảo Vân chìm trong sương mù, vỗ tay khen ngợi, đúng là một nơi quá tốt, khó mà ra tay. Một người khác lạnh lùng hỏi, khó ra tay, người áo xanh ậm ừ, quá nhiều hơi nước, không thể dùng phấn độc lửa độc người kia hỏi chẳng lẽ nước độc cũng vô dụng luôn lại có người khác thản nhiên chen vào một câu công dụng sẽ yếu đi khi gặp hơi nước ngược lại có loại phấn độc gặp nước mới hóa độc đấy có thể thử xem người áo xanh cười ha hà không cần đối mặt với các vị đại hiệp giang hồ của thiện phong đường chúng ta sao có thể hẹp hòi như vậy được tố nhi đưa hai kẻ kia lên đây chúng ta đường đường chính chính vào từ cửa trước Gã vung tay lên, người áo trắng vừa nói chuyện vung tay lên, dư phụ nhân và tưởng văn bác bị điểm huyệt đảo, miệng nhét một miếng rẻ to đùng, tay bị vặn ra sau lưng trói vào nhau thành một dây, bị nàng kéo cả trùng lại gần. Mặt tưởng văn bác tràn đầy xấu hổ, dư phụ nhân ánh mắt mờ mịt, có vẻ hoảng hốt. Hai người bị cô gái áo trắng đẩy ra trước, đi một mạch lên núi Hảo Vân. Sau lưng mấy người kia là vài chục cô gái áo trắng bày trận đợi sẵn sau những cô gái áo trắng này vẫn còn mấy mươi cô gái áo đỏ rực rỡ đeo mặt nạ che nửa mặt bọn họ đều mặc áo đỏ ôm sát người lộ ra đường cong cơ thể tuy chỉ thấy nửa mặt cũng đủ để thấy dung mạo họ kiều diễm vô song hoàn toàn không giống mấy cô áo trắng kia mà phía xanh những cô áo trắng áo đỏ lại có mấy cỗ xe ngựa chậm rãi chạy theo rèm che kín mít không biết ai đang ngồi bên trong người đi trong rừng ùn ùn như sóng Thế mà chỉ nghe tiếng bánh xe ngựa chạy lộc cộc. Thì thoảng có con quả kiếm ăn ban đêm sợ hãi bay vút đi, lại bị người ta dùng ám khí bắn rơi ngay tức khắc. Dọc đường đi có mấy đội nhóm nấp vào khe núi, không đi theo mọi người lên trên, mọi hành động đều diễn ra trong yên lặng. Ban đêm ở thiện phong đường lác đác vài ngọn đèn, cửa đóng im lìm, cả một tòa nhà lớn tối thui không biết chứa được bao nhiêu người. Người áo trắng tiến lên phía trước, khẽ gọi, đông công chúa. Người áo xanh cười hì hì vung tay, thả rắn. Người áo xanh này hiển nhiên là đông công chúa phủ thúy của phong lưu điềm, còn người áo trắng là bạch tố xa. Nghe lệnh thả rắn của phủ thúy, nàng lập tức vất tay áo, tung ra một màn sương khói màu trắng mờ ảo. Sương khói vừa tràn ra, trong hai cỗ xe ngựa đi cuối cùng chợt vang lên một loạt tiếng rào rào, ngay sau đó là hàng trăm ngàn con rắn độc chậm rãi bỏ ra từ trong xe. Có con đầu nhọn đốm nâu, có con thân đen khoang trắng, nhiều con còn có màu sắc kỳ lạ, nhiều màu màu sặc sỡ, lẫn trong đó là những con rắn nhỏ màu xanh biếc vô cùng đáng sợ. Đàn rắn vừa bò ra, một cô gái áo đỏ tiến lên phía trước, tay cầm một ống sáo nhỏ xíu. Nàng vung tay lên ném ra rất nhiều viên thuốc màu đen, bầy rắn độc lũ lượt tụ vào chỗ những viên thuốc rơi xuống. Nàng vừa đi vừa ném, đồng thời khẽ thổi sáo, dần dần những con rắn độc đã tầng tầng lớp lớp vây quanh thiện phong đường. Lưỡi rắn khẻ ra, ngàn vạn con đan vào nhau, những đôi mắt rắn sáng lập lòe trong đêm khuya, cảnh tượng hết sức ghê người. Phủ thúy khẽ vẩy tay áo, tố nhi, bạch tố xa kéo dây thừng buộc tưởng văn bác và dư phụ nhân xài bước về phía cửa thiện phong đường. Sắp đến nơi, nàng nhấc giày trắng lên đạp thẳng vào cửa, then cửa gãy răng rắc làm đôi, hai cánh cửa bật tung ra. Phủ Thúy đi theo nàng bước vào cửa, mọi người tập trung quan sát thì thấy bên trong thiện phong đường có hai người lao ra. Thấy ngoài cửa đột nhiên xuất hiện rất nhiều kẻ địch, hai người kia ngơ ngẩn, đồng loạt rút trường kiếm bên hông. Một người trong số đó huyết một tiếng sáo dài báo hiệu rồi lui về sau hai bước, cầm kiếm chờ đợi. Quả nhiên là đệ tử danh môn, lâm nguy không sợ, lại còn chấn định như thường. Phủ Thúy tấm tắc khen, hình như thiệu tiên sinh nhà ngươi đang tắm thì phải. Nếu ta xông vào ngay bây giờ chẳng phải thất lễ lắm sao? Gã sách theo cái eo mập thù lù nhón chân tiến lên hai bước, hai vị đệ tử kiếm hội kia thấy mà buồn nôn, nhịn không nổi mà gào lên, bà già yêu quái. Đừng có mông cuồng, kiếm hội trung nguyên ta đâu phải là nơi ngươi tha hồ nói năng sàng bậy. Phủ thúy cười nhạt, à, không phải ta vô lễ, là hai ngươi mồm miệng bẩn thỉu vậy thì đừng trách ta nổi giận tay áo gã ta vung lên tạo thành luồng gió sắc lẻm như lưỡi đao, lướt thẳng về phía cổ hai người kia. Hai đệ tử giơ kiếm lên ngăn cản, chỉ nghe vang lên một tiếng cạch, hai thanh kiếm đều gãy, hai người lùi lại tám bước, miệng phun máu tươi ảo ảo, mệt mỏi ngã gục xuống đất. Hai người này chịu một đòn của gã mà không chết, phủ thúy hơi bất ngờ, công phu giỏi đấy. Bạch tố xa sách theo hai người bước vào, không thèm liếc nhìn cảnh họ bị phủ thúy phất tay áo đả thương. Đi được mấy bước thì nghe bên trong thiện phong đường ồn ào hỗn loạn, thiệu diên bình dẫn theo mấy người lao vọt ra, quần áo sộc sạch tóc tai bù xù, xem ra mới bỏ dậy khỏi giường. Sau lưng hắn là bốn người bồ quỷ thánh, thượng quan phi, thành ôn bào và đồng hồ bút. Phủ thúy êm thầm tính toán trong bụng, chờ đi chủ tớ nhà đường lệ từ thì bốn người này có thể coi là chủ lực tuyệt đối của kiếm hội Trung Nguyên. Lập tức cười ha hả, Tố Nhi ơi, oan gia chỉ vân bé bỏng nhà ngươi đi đâu mất rồi nhỉ? Bạch Tố sa rút đoạn giới đao ra, kề lên cổ Tưởng Văn Bắc lạnh nhạt nói, nếu hắn định nấp một bên chờ thời cơ làm loạn thì ta sẽ chém đầu Tưởng Tiên Sinh ngay lập tức. Phủ Thúy vỗ tay cười to, lão bịt mặt ơi, hai người chúng ta chọn ra năm đại cao thủ của kiếm hội Trung Nguyên rồi giết từng người một. Ngày mai giang hồ sẽ nói kiếm hội Trung Nguyên chỉ là hư danh lừa gạt một đám mèo khen mèo dài dài đuôi tự xưng mình là đại cao thủ thư mấy trên giang hồ căn bản là một đám ếch ngồi đáy giếng con hát mẹ khen hay với nhau cười chết theo tiếng cười như điên như dại của gã một người vén rèm xe ngựa lướt vèo ra ngoài vải đen che mặt cây mũ đội đầu kia giống hệt mũ của liễu nhán kẻ này thân cao vai rộng người chẳng chịt vết sẹo tay cầm một thanh trường kiếm đen bóng sắc lèm vừa đặt chân xuống đất đã cảm nhận được một luồng sát khí âm u ập thẳng vào mặt. Đôi mắt Thiệu Diên Bình giật nhẹ, tuy người này đội mũ che kín đầu, không nhìn ra mặt mũi, nhưng hắn vô cùng quen thuộc với người này, lẽ nào không nhận ra. Dư khấp phượng, hóa ra người còn chưa chết, người kia không hé răng nửa lời, nhưng thành ôn bào đã làm bạn hắn nhiều năm, đương nhiên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra kẻ này đúng là dư khấp phượng theo sau dư khớp phượng cũng có một người lướt ra khỏi xe ngựa lẳng lặng đứng bên cạnh hắn người này cũng đội mũ đen trùm kín đầu đeo khăn đen che kín mặt nhưng mọi người không nhận ra hắn rốt cuộc là ai dư khớp phượng không đợi người kia đứng vững đã đâm ra một kiếm cực nhanh nghe tiếng gió là biết nó nhắm thẳng vào thành ôn bào từ tay áo phủ thúy rơi ra một chiếc roi dài gã cầm roi trong tay bật cười ha ha quất xuống đầu thiệu diên bình Thiệu Diên Bình rút kiếm ra ngăn, trường kiếm múa lên toát ra một quầng sáng màu trắng bạc. Người áo đen rút ra một thanh loan đao, lặng lẽ chém vào eo thượng quan phi. Nháy mắt hai bên đã lao vào nhau đánh chém, đánh đến độ khó phân biệt nổi địch ta. Bạch Tố Sa vẫn lặng lặng đứng yên một bên giữ chặt hai người. Trong đám thiếu nữ áo đỏ có một người thong thả bước đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng cười cười, ha ha ta đi tìm phu quân của ngươi nhé, ngươi có ghen không? Bạch Tố Sa hờ hững hỏi, sao ta phải ghen? Người nọ không đáp, chỉ cười cười che mặt rời đi. Bạch Tố Sa vẫn dõi theo tình hình trận chiến, người áo đen liên tục bị đánh lui dưới sự liên thủ của Thượng quan phi và đồng hồ bút, thế là cất cao giọng. Ta ra lệnh cho các ngươi mau mau khoanh tay chịu trói, nếu không ta cho mỗi tên một đao chết ngay tức khắc. Thiệu Diên Bình còn chưa trả lời, Bạch Tố Sa đã hơi nhớn mày rồi hạ đao xuống. Một tiếng R3N dì vang lên, đầu tưởng văn bác rơi xuống đất, máu chảy lênh láng, thân thể ngã bịch ra đất. Thành ôn bào hơi chấn động, lần đó bị phục kích ở núi tuyết, hắn cũng đã hoài nghi tưởng văn bác. Dẫu sao ngoài tưởng văn bác ra thì không ai biết hành tung của hắn hôm ấy. Nhưng tận mắt thấy hắn đột nhiên bị giết, trong lòng thành ôn bào vẫn chấn động mạnh đàn bà con gái chân yếu tay mềm mà giết người không chớp mắt, phong lưu điềm quả là tàn bạo, đáng hận vô cùng. Nhất thời tiếng la hét vang lên không ngừng, những cô gái áo đỏ áo trắng của phong lưu điềm không tham chiến mà xếp thành hàng chia thành nhóm, bao vây kín thiện phong đường. Hơi nước bồng bềnh, mắt rắn trên mặt đất thoát ẩn thoát hiện, trong xe ngựa có người khẽ vén rèm che, một mũi tên màu đen lẳng lặng đợi phía sau rèm. Bên trong phòng khách của thiện phong đường đường lệ từ vẫn nằm tựa trên giường tsm khoác hờ trên bả vai tay cầm quyền tam tự kinh chăm chú đọc dưới ánh đèn những tiếng hô hào đánh nhau kịch liệt bên ngoài mấy tầng viện dường như chẳng liên quan gì đến y phụng phụng ôm tay trái của y ngủ thiếp đi trong miệng vẫn còn ngậm món út trái của đường lệ từ nước dãi chảy đầy tay áo y bầu không khí trong phòng tĩnh lặng yên ổn dường như ở một thế giới khác một bóng người lướt qua đèn trong phòng khẽ bập bùng. Đường lệ từ lật sang trang tiếp theo, người kia nhàn nhạt nói, nước giếng quả nhiên có độc. Đường lệ từ không nhìn hắn, khẽ cười, có cha ra ai hạ độc không? Người vừa bước vào là thẩm lang hồn, phủ thúy tấn công cửa trước thì trong hậu viện đã có người đầu độc, hơn nữa gọn gàng sạch sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì. Đường lệ từ nói, gã dùng kế bao vây, nếu không đầu độc thì trong vòng một ngày đêm chẳng làm được gì hết nhưng ta với ngươi đã đề phòng từ trước, cẩn thận như ngươi mà cũng không tra ra kẻ hạ độc là ai thì đúng là bất ngờ. Thẩm lang hồn nói, không có ai đến gần miệng giếng, chắc phải có cách hạ độc khác. Đường lệ từ đặt quyền sách xuống, nếu bao vây thiện phong đường, lại cắt đứt nguồn nước, tức là phong lưu điểm tính toán một lần răng lưới lưới tóm gọn kiếm hội, không để ai sống sót. Đôi môi hồng hào của y khẽ cong lên, kế sách này không giống tác phẩm của người trong võ lâm mà trái lại giống như người nhà binh hay dùng, lẽ nào phong lưu điềm chiêu mộ được tướng giỏi binh pháp nào đó. Thẩm lăng hồn nhướng mày, binh pháp, khóe môi đường lệ từ chậm rãi cong lên, nếu là binh pháp, thì trận đánh ở cửa chỉ là nghi binh, sau đó sẽ nhanh chóng rút lui. Đúng như lời y nói, tiếng đánh nhau ngoài cửa chợt rừng, sau đó lại nghe thiệu diên bình quát lớn, chạy đâu mất rồi. Tiếng binh khí va nhau ngày càng nhỏ dần, dường như mọi người càng đánh càng xa, rời khỏi phạm vi của Thiện Phong đường. Thẩm Lang hồn nhe răng cười, con cáo giả Thiệu Diên Bình này, diễn kịch cũng nhập tâm lắm. Đường Lệ từ mỉm cười, lẽ nào diễn kịch không phải sở thích của hắn à? Hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho tiết mục nghênh chiến hấp tấp này, sao lại không dồn hết tâm huyết ra được. Hai người đang cười cười nói nói thì hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ bẫng, có người đi xuyên qua sân thong thả bước vào đi đến đâu cũng dịu dàng gọi, tiểu trì vân ơi. Cục cưng trì vân bé bỏng à, người ở đâu thế? Giọng nói kia dịu dàng êm tai, vậy mà thầm lang hồn chỉ cảm thấy âm thanh ấy lọt vào tai khiến máu nóng trong ngực đột nhiên sôi trào, lập tức vận khí ngưng thần, mặt biến sắc, mị công thật lợi hại. Đường lệ từ không hề chịu tác động, trên cây cao lại có người nổi giận đùng đùng quát ầm lên như sấm chớp vang rền, con mẹ già ở đâu đến đây giả thần già quỷ đấy ngay sau đó có bóng trắng lóe lên, một thanh phi đao lao thẳng tới từ không trung. Kẻ kia cất tiếng cười khanh khách, ngươi trốn trên cây làm gì? Tỷ tỷ nhớ nhung ngươi tha thiết, bạch cô nương chê ngươi thì vẫn còn ta thích ngươi mà. Người ta sẽ yêu ngươi thương ngươi xót ngươi, làm gì mà hung dữ với người ta vậy? Thanh phi đao kia phóng ra dường như rơi vào khoảng không, chưa chạm tới nàng ta. Thẩm lang hồn sau khi ngưng thần thì xài bước ra khỏi phòng, ngoài cửa có một cô gái áo đỏ đeo mặt nạ nửa mặt đang múa lụa đỏ nhẹ nhàng đón lấy một thanh phi đao của chỉ vân công phu giỏi cả đời thầm lang hồn trải qua bao trận chiến nhưng cô gái áo đỏ dùng mị công đang đứng trước mặt chính là người phụ nữ có công lực sâu nhất hắn từng gặp chỉ vân trên cây lạnh lùng nói giả khú đế rồi còn giả vờ trẻ trung xinh đẹp ngươi tưởng mắt ta mù không thấy nếp nhăn đầy mặt ngươi à Muốn tìm trai bao thì lên phố mà tìm, đừng có tìm chỉ lão đại làm người ta mắc ói. Giải lụa mỏng trong tay cô gái áo đỏ khẽ rung, nhất hoàn độ nguyệt của chỉ vân rơi xuống đất. Thẩm lang hồn và chỉ vân đều kinh ngạc, thanh đao thép mạ bạc trong nháy mắt đã vặn vẹo biến dạng giống như bị lửa nung. Không biết à đàn bà này có nội lực cương dương hay trên giải lụa đỏ đã tầm sẵn kịch độc. Ngoài cửa thiện phong đường, Phù Thúy thấy tình hình đã rơi vào thế bại, bèn đột ngột rút lui. Thiệu Diên Bình và Đồng Hồ Bút vung kiếm đuổi theo. Thành Ôn Bảo và Dư Khấp Phượng càng đánh càng xa, tuy Thành Ôn Bảo đuối hơn một bậc nhưng trong chốc lát Dư Khấp Phượng cũng không hạ gục được hắn. Thượng Quan Phi đánh nhau với người áo đen ngày càng bị kéo ra xa, sau khi mũi tên dài kia bá N ra thì chẳng còn thấy bóng dáng hai người đâu nữa. Bồ Quỳ Thánh Chu môi huyết sáo trận địa rắn trên đất dục dịch móc đầu lên, cô gái đỏ cầm sáo kia tiến lên nghênh đón, hai người cũng đánh về phía rừng cây. Bên trong thiện phong đường không còn ai canh giữ, ngoài cửa hơn trăm cô gái mặc áo đỏ trắng đan sen, hai vị đệ tử kiếm hội nằm vật ra đất, mặt mũi đều trắng bệch. Phong lưu điềm điệu hổ ly sơn, nếu lúc này đánh thẳng vào cửa thì kiếm hội không khác nào một tòa thành trống, chẳng phải là thua không còn manh giáp sao khi hai người họ còn đang kinh hồn bạt vía, thì trên xe ngựa có một người chậm rãi vén rèm bước xuống. Người này bước đi rất thoải mái, không giống người trong võ lâm thận trọng từng bước chân một, chỉ lo lộ ra sơ hở. Người này đi 10 bước đã để lộ ít nhất 17-18 sơ hở. Nhưng trên đường người này đi, cả trăm người ngoài cửa lặng yên không một tiếng đồng. Ánh trăng sao ảm đạm soi sáng làn da như bạch ngọc, lông mày dài luồn vào mái tóc, chân mày cặp mắt tựa như một mảnh lá liễu, dùng mạo tuyệt đẹp nhưng mang theo khí chất âm u yêu mị, hút hồn trói mắt, uy nghiêm đáng sợ. Hai người nằm im không nhúc nhích trên mặt đất hoảng sợ, tuy không biết hắn là ai nhưng không kiềm được suy nghĩ, chẳng lẽ người này chính là liễu nhãn? Người này đương nhiên chính là liễu nhãn. Hôm nay hắn không đeo khăn đen che mặt, cũng không đội mũ đen trùm đầu, dung mạo vừa nhã vừa tà phơi ra ngoài. Nhìn một lần thì thấy người này Tuấn Mỹ vô song, nhìn lần hai lại có cảm giác cõi trần gian trong mắt người này đều đã chết. Trước mắt hắn rõ ràng là nhân gian, nhưng hắn dường như đang nhìn địa ngục. Liễu Nhãn không cầm theo vật gì, một mình hắn đi tay không chậm rãi bước vào Thiện Phong đường. Tùy hắn không nói gì cả, nhưng ai cũng biết một khi hắn bước qua cửa thì đằng sau cánh cửa chính là huyết họa diệt môn. Ngoài giết chóc ra, không còn mục đích nào khác ai ngăn được hắn, chẳng còn ai cả. Phong lưu điềm để lại một mình liễu nhãn là đủ, huống hồ trong mấy cỗ xe ngựa quỷ dị ngoài kia không biết còn ẩn giấu cao thủ cỡ nào. Hai tiếng bụp bụp giòn giã vang lên, hai người trên đất vỡ đầu, chết ngay lập tức. Liễu nhãn bước vào trong cửa, trong phòng có chú mèo con lông trắng chui ra kêu meo meo. Liễu nhãn xoay người lại, dẫm lên đầu con mèo trắng kia. Lại thêm một tiếng kêu thảm thiết, dưới chân hắn là máu thịt bầy nhầy, mỗi bước chân để lại một dấu máu, chậm rãi đi vào bên trong. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.